Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho mọi người một cái ứng dụng karaoke online và offline. Và bây giờ mình sẽ nói sơ về cái ứng dụng này nha mọi người. Cái ứng dụng này là có tên gọi là Smart Karaoke Player. Nó chạy tích hợp cả song song cả hai giữa YouTube online và YouTube offline nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn và chỉ cho mọi người cách cài đặt YouTube online và YouTube offline nha mọi người. Trước hết là mình có một cái đầu Smart K cộng. Và mình trên tay mình đây là một ổ cứng, trong này mình đã đi cài sẵn một cái file YouTube offline rồi và YouTube online rồi. Bây giờ mình sẽ gắn vào máy cho và khởi động lên, xong rồi mình chỉ cho mọi người cách cài đặt như thế nào. Và rồi bây giờ mình đã gắn ổ cứng vào đầu máy và bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách cài đặt như thế nào. Bây giờ mình xài cái remote của Smart K cộng như mọi người và bấm vào cái nút karaoke ở trên bạn remote. Rồi các bạn di chuyển xuống mục quét lại danh sách bài hát. Rồi các bạn bấm OK. Rồi nó sẽ hiện lên một cái tab là Smart Karaoke Player Pro, quá trình sách thành công, các bạn chọn OK. Rồi các bạn kéo xuống nhạc online, nó sẽ hiện thị ra là một YouTube và Music Pro và SoundCloud và MixCloud. Các bạn muốn thì các bạn để cả bốn bốn cái này, nó sẽ hiển thị lên ở trên cái tab của bạn, còn mình thì mình chỉ xài YouTube và Mixcloud thôi. Rồi mình chuyển xuống OK nha mọi người. Rồi bây giờ là bước quan trọng nhất, bây giờ mình vô cài đặt YouTube. OK, xong rồi các bạn kéo xuống sửa lỗi YouTube offline, bấm vào OK và chờ máy nó sẽ tự động sửa lỗi những cái lỗi cơ bản như là lỗi thumbnail, xóa những cái file rác và sửa lỗi bài hát cho mình. Xong khi nào nó sửa xong thì mình sẽ nhấn OK. Các bạn theo dõi video nha. Các bạn hướng mắt về màn hình và chờ một xíu để cho mặt đầu máy nó sửa lỗi YouTube offline, xong rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách phân biệt giữa bài hát online và bài hát offline như mọi người. Các bạn vui lòng hướng theo màn hình chờ một chút.
mọi người vui lòng hướng mắt về màn hình và chờ thêm một chút xíu, tại vì cái YouTube offline này á, là mình phải sửa lỗi hơi lâu. Nhưng mà có được cái tính năng YouTube offline này á, thì cho dù online nó bị rớt mạng hay gì, mình vẫn có YouTube này để mình sử dụng nha mọi người. Rồi, và bây giờ đầu máy đã sửa lỗi YouTube offline xong, và bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm OK nha mọi người. OK. Rồi mình sẽ bấm nút Setting ở trên remote smart các cộng nha mọi người. Rồi, và bây giờ đây là giao diện chính của phần mềm mới Smart Karaoke Player. Nó dùng cho, nó tích hợp cả hai tính năng là cả online và cả offline. Bây giờ mọi người chờ một xíu cho máy nó khởi động lên hoàn toàn, rồi mình sẽ chọn bài hát cho mọi người và giới thiệu cho mọi người nha. Rồi bây giờ đầu máy của mình cũng đã kết nối thành công rồi. Mình sẽ mở một đoạn nhạc cho các bạn nghe. Nhạc offline. Quyền cho nên mình không để mở nhiều như mọi người, và mọi người ai có nhu cầu thì cứ comment ở dưới, mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn nha mọi người. Và rồi bây giờ mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây nha mọi người.